Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2021. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. FDA đã cấp phép chích vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm FDA vào hôm thứ Sáu đã cho phép sử dụng vaccine Pfizer và BioNTech COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Một hành động sẽ cung cấp vaccine này cho 28 triệu trẻ em ở Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh phải thông qua trước khi có thể phân phối các mũi chích. Họ đã lên lịch một cuộc họp của Ủy ban Cố vấn để xem xét các liều thuốc dành cho trẻ em vào tuần tới và dự kiến sẽ nhanh chóng phân phối công khai ngay sau đó. Với tư cách là một người mẹ và một là bác sĩ, tôi biết rằng phụ huynh, người chăm sóc, nhân viên trường học và trẻ em đã chờ đợi sự cho phép ngày hôm nay. Chích ngừa cho trẻ nhỏ chống lại COVID-19 sẽ giúp chúng ta gần hơn với việc trở lại bình thường, Ủy viên FDA tiến sĩ Janet Woodcock cho biết trong một tuyên bố. Công ty cho biết vaccine liều thấp dành cho trẻ em bằng 1/3 liều dùng cho người lớn có hiệu quả hơn 90% trong việc ngăn ngừa nhiễm virus không có triệu chứng. Nó cũng cho biết các mũi chích được gây ra các tác dụng phụ tương đương với những tác dụng phụ đã thấy trong một nghiên cứu ở những người từ 16 đến 25 tuổi. Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, thì tính đến ngày 21 tháng 10, có gần 6,3 triệu trẻ em đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID kể từ khi đại dịch bùng phát. Mặc dù các chuyên gia y tế cho biết con số này có thể cao hơn nhiều, COVID-19 là bệnh giết người cao thứ 8 ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi trong năm qua, một viên chức CDC nói với Ủy ban FDA vào hôm thứ Ba. Tính đến ngày 17 tháng 10, thì 691 trường hợp tử vong do COVID đã được báo cáo ở Mỹ ở những người dưới 18 tuổi, với 146 trường hợp tử vong ở nhóm từ 5 đến 11 tuổi, FDA cho biết vào hôm thứ Sáu. Chính quyền Biden cho biết họ đã mua đủ liều để chích ngừa cho tất cả 28 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi ở Mỹ và cho biết họ đã sẵn sàng triển khai 15 triệu mũi chích đầu tiên vào tuần đầu tiên sau khi được phê duyệt. Các nhà khoa học FDA ghi nhận nguy cơ viêm cơ tim và viêm màng ngoài tai tim. Các nhà khoa học của FDA đã ghi nhận nguy cơ viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim, nhưng cho biết lợi ích của việc chích ngừa bao gồm ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong, nói chung sẽ lớn hơn là nguy cơ mắc các bệnh viêm tim hiếm gặp. Một số thành viên của Ủy ban FDA cho biết vào hôm thứ Ba rằng chích ngừa cho các nhóm tuổi trẻ hơn sẽ giúp Hoa Kỳ tiến tới giai đoạn miễn nhiễm cộng đồng. Đã có hơn 2.000 trường học liên quan đến COVID đóng cửa trên toàn quốc kể từ tháng 8, ảnh hưởng đến hơn 1 triệu trẻ em và 68.000 giáo viên. Tiến sĩ Fiona Harvard, viên chức của CDC cho biết vào hôm thứ Ba, trích dẫn dữ liệu của Google News. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì vàng và chứng khoán của Mỹ đã chốt tháng 10 cùng tăng. Trong tháng 10, thì giá vàng đã tăng là 1,76%, còn thị trường chứng khoán thì đảo chiều một cách ngoạn mục so với tháng 9, liên tục lập đỉnh. Phiên giao dịch ngày 29 tháng 10, giá vàng đã chịu nhiều sức ép khi đồng đô la mạnh lên. Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính của Mỹ tăng, nhà đầu tư mắc kẹt trong những đồn đoán về chương trình hỗ trợ kinh tế từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, viết tắt là FED, vào tuần sau. Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10, thì giá vàng giao ngay trên thị trường New York đã hạ 0,82% xuống 1.784,3 đô la một ounce. Tính trong tháng 10, giá vàng giao ngay tăng 1,76%. Chỉ số đồng đô la tăng 0,3%. Và như vậy, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác. Chuyên gia phân tích tại Commerzbank, ông Daniel Bryerseman nhận xét, nhìn từ nhiều góc độ thì giá vàng sẽ hưởng lợi từ việc kỳ vọng lãi suất tăng cao, nhưng đà tăng của giá vàng vẫn chịu hạn chế bởi khả năng nâng lãi suất trong ngắn hạn trong tương lai xa hơn.
FED dự kiến công bố quyết định chính sách vào buổi họp lần tới diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 11. Vàng vốn được coi như công cụ ngừa lạm phát và việc giảm các chương trình kích thích kinh tế và nâng lãi suất cơ bản đồng nội tệ thường đẩy cao lợi suất trái phiếu của chính phủ và đồng đô la. Chính vì vậy mà sức hấp dẫn của vàng sẽ giảm đi. Khi mà lạm phát không có dấu hiệu dịu đi, thì nhà đầu tư tạm thời vẫn coi vàng ở mức giá hiện tại như loại tài sản hấp dẫn. Theo quản lý kinh doanh tại quỹ Silver Bullion, ông Vincent Tai, trong tháng 10 thì thị trường chứng khoán của Mỹ đã có tháng tăng điểm mạnh nhất tính từ tháng 11 năm 2020. Những nỗi lo liên quan đến hai doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường, bao gồm Apple và Amazon.com. Phiên cuối cùng của tháng 10 thì cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy. Chỉ số S&P 500 chính thức có phiên đóng cửa cao kỷ lục thứ 59 của năm. Đóng cửa phiên S&P 500 tăng 0,2% lên 4.605,3 điểm. Chỉ số tăng 6,9% trong tháng 10 và như vậy có tháng tăng mạnh nhất tính từ tháng 11 năm 2020. Chỉ số Nasdaq cũng có tháng tăng mạnh nhất tính từ tháng 11 năm 2020. Mức lên điểm ghi nhận là 7,3%, còn trong ngày giao dịch 29 tháng 10 thì chỉ số đã tăng 0,3% lên 15.498,3 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones nhích thêm 0,2% lên 35.819,5 điểm. Chỉ số tăng 5,8% trong tháng 10, tháng tăng điểm mạnh nhất tính từ tháng 3 năm 2021. Vào ngày 29 tháng 10 thì cả hai công ty này cảnh báo nhà đầu tư rằng các rắc rối liên tiếp liên quan đến chuỗi cung ứng đang ảnh hưởng xấu đến hoạt động của họ. Apple cho biết nhiều vấn đề trong hoạt động sản xuất iPhone sẽ và nhiều loại sản phẩm khác sẽ gây ra nhiều khó khăn trong việc đáp ứng đủ nhu cầu điện thoại trong mùa mua sắm cuối năm. Amazon công bố doanh thu quý 3 thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia. Đồng thời, Amazon khẳng định rằng những khó khăn trên thị trường lao động và chuỗi cung ứng sẽ gây ra nhiều sức ép lên lợi nhuận kinh doanh quý 4. Đã nhiều tháng nay, thì các nhà đầu tư rất lo lắng về rủi ro gây gián đoạn hoạt động kinh tế và đã cố gắng tính toán về tác động của lạm phát dai dẳng, tình trạng thiếu lao động và sự trì trệ của ngành vận tải toàn cầu lên các thị trường toàn cầu. Dù hai doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán đã đưa ra thông tin tiêu cực, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng điểm bất chấp những lo lắng. Nhiều chuyên gia quản lý quỹ và chiến lược thị trường cho biết họ cảm thấy hài lòng với kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp Mỹ đến hiện tại và cũng bởi chưa có tài sản nào ngoài cổ phiếu là có thể mang lại lợi suất tốt hơn. Việc thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong tháng 10 thì cho thấy sự đảo chiều ngoạn mục của thị trường so với tháng 9. Khi đó, thị trường chứng khoán giảm điểm bởi hàng loạt nỗi lo về lạm phát. Thị trường bất động sản, đến nay khoảng 82% doanh nghiệp thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh cao vượt kỳ vọng của các chuyên gia, theo tính toán của FactSet. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì Mỹ đã đòi tỷ phú người Nga phải trả là 509 triệu đô la vì trốn thuế nhiều năm. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 29 tháng 10 cho biết tỷ phú Tinkoff, 53 tuổi, đã bị yêu cầu trả gần 509 triệu đô la nhằm dàn xếp các cáo buộc trốn thuế chống lại ông. Theo AFP, tỷ phú ngành ngân hàng và đầu tư đã trả tiền thuế và tiền phạt sau khi nhận tội vào ngày 1 tháng 10 vì đã che giấu số tài sản hơn 1 tỷ đô la nhằm trốn thuế khi ông từ bỏ quốc tịch Mỹ vào năm 2013. Ông Tinkoff là người sáng lập Tinkoff Credit Services, sau này trở thành ngân hàng trực tuyến Tinkoff. Ông cũng sở hữu đội đua xe đạp chuyên nghiệp Tinkoff. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Tinkoff, người sinh ra ở Nga, đã trở thành công dân Mỹ vào năm 1996. Năm 2013, thì ông đưa Tinkoff Credit lên sàn chứng khoán London, cổ phiếu do ông kiểm soát trị giá là 1,1 tỷ đô la. 3 ngày sau khi lên sàn chứng khoán thì ông đã từ bỏ quốc tịch Mỹ đã tại Đại sứ quán Mỹ ở Nga. Tuy nhiên, để từ bỏ quốc tịch Mỹ thì ông cần phải kê khai tài sản và ông cho đã nộp giấy tờ nói rằng ông chỉ có 300.000 đô la. Năm 2019, Bộ Tư pháp Mỹ nói rằng ông nợ khoảng 249 triệu đô la. Trong thỏa thuận dàn xếp công bố vào ngày hôm qua,
ông buộc phải trả hơn gấp đôi số tiền nợ do lãi phát sinh và tiền phạt. Từ năm 2020, thì Bộ Tư pháp Mỹ đã tìm cách dẫn độ ông Tinkoff từ nước Anh vì các cáo buộc nêu trên. Tuy nhiên, ông Tinkoff đã phản đối yêu cầu này, cho biết ông đang điều trị bệnh bạch cầu khiến ông bị suy giảm miễn dịch, dẫn tới việc không thể đi lại. Theo thống kê của Forbes, ông Tinkoff hiện sở hữu khối tài sản là hơn 8 tỷ đô la. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì hai nữ tặc đội tóc giả, mặc áo xanh, hành nghề ở bệnh viện. Sau khi cơ quan thực thi pháp luật ở Texas bắt giữ hai phụ nữ vào hôm thứ Ba vì tội hành hung và lừa đảo kỳ lạ tại một bệnh viện, thì các nhà chức trách nhận ra rằng các nghi can bị truy nã vì liên quan đến gian lận ở một số tiểu bang khác. Theo Sở Cảnh sát Austin, thì Luz Derry de Souza, 49 tuổi, và Mika Potik Baker, 56 tuổi, thu hút ánh mắt từ các y tá tại trung tâm y tế St. David vì các nghi can hành động kỳ lạ và không quen thuộc với các nhân viên. De Souza và Baker bị cáo buộc đội tóc giả và mặc áo đồng phục của bệnh viện để ngụy trang danh tính, đã thu hút sự chú ý đến họ thay vì tránh xa họ. Cảnh sát nói rằng các y tá bệnh viện đã cảnh báo an ninh. Vào khoảng 1 giờ 51 phút chiều thứ Ba ngày 26 tháng 10 năm 2021, thì các nhân viên APD đã phản hồi đến trung tâm y tế St. David tại số 12221 North Mopac Expressway để báo cáo về việc các nhân viên an ninh cần theo dõi hai trường hợp này ngay khi đến bệnh viện. Hai phụ nữ đã bị giam giữ, cả hai đều mặc áo choàng xanh và đội tóc giả để che giấu danh tính của mình. Những người phụ nữ đã đóng giả nhân viên bệnh viện. Các y tá cho rằng hai người phụ nữ trông có vẻ đáng ngờ vì các y tá chưa từng nhìn thấy họ bao giờ và tin rằng những người phụ nữ này đã có những hành động kỳ lạ. Các y tá đã báo cho an ninh bệnh viện biết họ có thể xác định được vị trí của những kẻ tình nghi. Khi các nhân viên bảo vệ ngăn hai người phụ nữ lại, thì một nghi can đã ném xuống 7 thẻ tín dụng và nghi can còn lại bắt đầu hành hung các nhân viên bảo vệ. Hai phụ nữ phải đối mặt với cáo buộc hành hung một viên chức và bị cáo buộc lừa đảo chiếm hữu thông tin nhận dạng của ba y tá. Các nhà chức trách cho biết họ sớm biết rằng đây không phải là sự việc xảy ra một lần. Cả hai nghi can đều có nhiều lệnh trọng tội liên quan đến gian lận ở một số tiểu bang. Cảnh sát cho biết hiện tại vẫn chưa rõ các tiểu bang khác đang tìm cách bắt giữ các nghi can. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì một thiếu niên ở California đã thừa nhận là giết thiếu nữ 16 tuổi và cha mẹ của cô bé. Theo Fox News đưa tin ngày 29 tháng 10, vào thứ Ba vừa qua, thì Mauricio Johnson, 19 tuổi, đã thừa nhận hành vi giết một thiếu nữ 16 tuổi và cha mẹ của cô sau khi họ bắt gặp Johnson ở trong phòng ngủ của cô gái, các công tố viên cho biết. Theo lời khai, thì vào ngày 9 tháng 2, Johnson đã giết Nikki Metcalf, 40 tuổi, Margaret Moon, 40 tuổi và Sally Autumn May Moon tại căn hộ của họ trên đường Bear River Bend thuộc khu bảo tồn Ronneville Rancheria. Các công tố viên cho biết Johnson đã vào nhà với sự cho phép của cô gái 16 tuổi sau khi hầu hết cả nhà đã đi ngủ. Cha dượng là Metcalf bước vào phòng ngủ của cô gái và nhìn thấy Johnson và May Moon đang thân mật với nhau. Johnson đã chạy xuống tầng dưới khi bị Metcalf đánh. Sau đó thì bà Margaret Moon bị đánh thức bởi tiếng súng và bị bắn khi bước vào phòng khách. Johnson sau đó đã bắn cô gái vì không muốn có bất cứ nhân chứng nào. Nhiều khả năng Johnson sẽ phải nhận một án tù chung thân sau phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 21 tháng 1 năm 2022. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay, thì giả dạng thầy bói để lừa hơn 50.000 đô la. Tin từ Nam California, một người đàn ông đã bị truy tố vào hôm thứ Sáu vì tội giả làm thầy bói và thuyết phục một phụ nữ trả cho anh ta hơn 50.000 Mỹ Kim để giúp bà và gia đình tránh được ký sinh trùng và một lời nguyền. Andrew Pena Meneses, 31 tuổi, đã bị bắt vào thứ Ba vừa qua. Cảnh sát sau khi xét nhà nghi can đã tìm được một lượng lớn tiền mặt, một hình nhân để chủ ếm, bài tarot, bàn thờ, nhiều đồ vật liên quan đến tôn giáo và quỷ Satan. Và một con rắn nhỏ còn sống vốn được dùng để trợ giúp thêm cho các màn lừa đảo của Meneses. Meneses bị bắt sau cuộc điều tra bắt đầu từ mùa hè, nhắm vào một cơ sở bói toán trên đường Arlington ở Riverside.
Một phụ nữ báo với cảnh sát rằng bà đã đến đây để được một thầy bói có tên là Carlos, quốc tịch Colombia, đoán trước tương lai. Bà cho biết Carlos nói với bà rằng cơ thể của bà bị nhiễm ký sinh trùng và bà đã trả cho Carlos vài trăm Mỹ Kim để giúp loại bỏ các ký sinh trùng này. Carlos sau đó tiếp tục liên lạc với người phụ nữ, nói rằng bà và gia đình đã bị trù ếm và các con của bà đang gặp rắc rối. Sau cùng thì Carlos đã thuyết phục được người phụ nữ trả cho anh ta hơn 50.000 đô la. Cảnh sát sau đó đã xác định Meneses chính là người đàn ông xưng tên là Carlos. Trước đây, Meneses từng bị bắt và bị kết tội vào cuối năm 2019 ở Chicago vì giả dạng là một người chữa bệnh bằng tâm linh để lừa tiền nhiều nạn nhân. Khi khám xét cơ sở của Meneses thì cảnh sát đã gặp khách hàng của anh ta. Những người này nói rằng Meneses từng giao cho họ những tấm nệm, khuyên họ nên đem về nhà và cắt ra. Khi cắt tấm nệm thì những người này tìm thấy rắn còn sống ở bên trong, cùng nhiều đồ vật có hình tượng ác quỷ. Meneses sau đó dùng cớ này để nói rằng những người này đang bị nguyền rủa và cần trả tiền để xóa bỏ các bệnh tật như tiểu đường, nhức đầu, mất ngủ và bị ác mộng. Meneses đã bị bắt vì tội lừa đảo tài sản giá trị cao và lừa đảo cách giả mạo, đều là các tội đại hình. Tuy nhiên, anh ta đã được thả sau khi đóng 57.000 đô la tiền bảo lãnh tại ngoại. Cảnh sát tin rằng Meneses còn lừa đảo nhiều nạn nhân khác và kêu gọi những người này nên ra trình báo với nhà chức trách. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì ngôi sao mạng xã hội Mỹ gốc Việt Huey Ha Ha đột ngột qua đời ở tuổi 22. Ngôi sao mạng xã hội người Mỹ gốc Việt Huey Ha Ha chuyên thực hiện các clip ngắn hài hước đã đột ngột qua đời ở tuổi 22 và thông tin được các tờ tin tức uy tín tại Mỹ đăng tải. Hiện tại thì cộng đồng mạng tại Mỹ đang tích cực quyên góp tiền ủng hộ cho gia đình của Huey Ha Ha, tên thật là Huey Ha. Tính tới thời điểm sáng thứ năm tuần này theo giờ Mỹ, số tiền quyên góp thông qua một trang quyên tiền online đã lên tới hơn 33.000 đô la. Huey Ha là một ngôi sao mạng xã hội nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội với các clip ngắn hài hước. Anh sinh sống tại Stockton, tiểu bang California của Mỹ. Thông tin về sự ra đi của ngôi sao mạng trẻ tuổi đã được chính thức đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của Huey Ha. Có thể hiểu người thân hoặc người có khả năng truy cập vào tài khoản của anh đã thực hiện đăng tải này. Khi qua đời thì Huey Ha Ha mới ở tuổi 22. Anh ra đi vào ngày 25 tháng 10 vừa qua và nguyên nhân của sự ra đi vẫn chưa được thông báo. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì thật là lạnh gáy khi nhìn thấy cảnh búp bê ma tự đung đưa ghế tại bảo tàng ở nước Anh. Hiện tượng siêu nhiên đã được camera an ninh ghi lại trong một bảo tàng ở nước Anh khi một con búp bê đồ chơi tự đung đưa chiếc ghế của nó. Ở nước Anh có một nơi rất kỳ lạ được đặt tên là Bảo tàng Ma Ám ở thành phố Stoke-on-Trent. Tại đây người ta lưu trữ những đồ vật được cho là mang tính tâm linh, có khả năng siêu nhiên hay thậm chí là ma ám. Theo lời của Craig, người thành lập nên tổ chức GHOST, tức là viết tắt của chữ Ghost Hunter of Stoke-on-Trent, thì con búp bê Mary chắc chắn là đồ vật bị ám nặng nhất tại đây và chẳng có cách nào cứu được nó. Một phụ nữ đưa con búp bê này cho chúng tôi và nói một bà lão đã tặng nó cho các con của cô, nhưng cô thấy không thoải mái khi để Mary trong nhà. Chúng tôi đã giữ con búp bê khoảng một năm, Craig nói. Đáng chú ý, theo lời của Craig thì búp bê Mary đã không ít lần chứng tỏ rằng nó có năng lực siêu nhiên, kỳ lạ, điển hình như đung đưa trên ghế, ném bình ra khỏi ghế, thậm chí còn đảo mắt liên tục. Trong một đoạn video ghi lại từ camera an ninh, có thể thấy búp bê Mary bỗng nhiên đung đưa chiếc ghế mà không hề có ai bên cạnh tại bảo tàng vắng lặng. Chứng kiến đoạn video thì nhiều người đã giật mình sợ hãi và không tin vào mắt của mình. Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng đoạn video trên chỉ là dàn dựng và tất cả đã nằm trong kịch bản nhằm thu hút khách đến thăm nơi này. Thực tế thì bảo tàng kỳ lạ bậc nhất nước Anh vẫn là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch. Ngoài búp bê Mary, nơi đây còn nhiều món đồ kỳ dị, điển hình như chiếc xe tập đi của trẻ em tự di chuyển, chiếc rèm tự kéo hay tiếng cười khúc khích phát ra từ một hộp đồng hồ.
Để chứng minh rằng các hiện tượng siêu nhiên trên là có thật, thì bảo tàng này thậm chí đã tổ chức cho khách tham quan ngủ lại qua đêm nếu như họ đủ can đảm. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì từ ngày 1 tháng 11 tới, Scotland bắt đầu đưa vào sử dụng loại xét nghiệm máu chẩn đoán tiểu đường loại 1 đầu tiên trên thế giới, có thể giúp người bệnh dừng việc tiêm insulin mỗi ngày. Theo báo Hero Scotland, lâu nay việc đo nồng độ peptide C ở người bệnh tiểu đường giúp các bác sĩ biết được cơ thể người này đang sản sinh ra bao nhiêu insulin. Vì lượng insulin và lượng peptide C được sản sinh đồng thời trong cơ thể của người bệnh. Theo đó, nếu lượng peptide C đang ở mức độ đáng kể thì các chuyên gia có thể quyết định dừng hoặc giảm việc tiêm insulin điều trị người bệnh tiểu đường. Scotland là nước đầu tiên trên thế giới đưa vào sử dụng phương pháp xét nghiệm máu để đo lượng peptide C kể từ ngày 1 tháng 11 tới. Việc triển khai phương pháp xét nghiệm mới tại các trung tâm y tế và bệnh viện điều trị bệnh nhân tiểu đường được thực hiện sau khi nước này đã có một chương trình thí điểm 2 năm phương pháp do giáo sư Mark Strachan chủ trì. Thông tin về peptide C giúp các chuyên gia về tiểu đường có được chẩn đoán chính xác hơn về nguyên nhân của căn bệnh. Và điều đó cũng có thể giúp mọi người có được phương pháp điều trị phù hợp nhất, giáo sư Mark Strachan nói. Trong một số trường hợp, xét nghiệm peptide C đã giúp người bệnh có thể dừng luôn liệu pháp điều trị bằng insulin. Điều này có thể làm thay đổi cuộc sống của họ, ông nói tiếp. Bà Mary Todd, người đứng đầu cơ quan y tế cộng đồng của Scotland nói, bệnh tiểu đường loại 1 là một thách thức y tế lớn trên toàn thế giới. Tôi tự hào vì Scotland sẽ là nước đầu tiên đưa vào sử dụng loại xét nghiệm máu, có thể sẽ tạo nên tác động tích cực đáng kể với đời sống của những người đang sống chung với căn bệnh này. Hiện có khoảng 315.000 người dân Scotland bị tiểu đường. Peptide C là peptide được sinh ra cùng một lúc với insulin trong quá trình sinh tổng hợp của tế bào beta đảo tụy. Nhưng khác với insulin thì peptide C có thời gian tồn tại lâu hơn, vì thế việc định lượng cũng dễ hơn. Do đó người ta có thể dựa vào việc đo nồng độ peptide C để biết được hàm lượng insulin trong máu hoặc để đánh giá hoạt động của tế bào beta đảo tụy. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì siêu sao chổi đường kính 200 km đang hướng thẳng tới trái đất. Mặc dù vậy còn khá lâu nữa thì sao chổi này mới tìm được đường đến với chúng ta. Các nhà thiên văn vừa phát hiện một siêu sao chổi có khả năng là lớn nhất từ trước tới nay và đang hướng thẳng về phía trái đất. Có tên khoa học là Bernardinelli Bernstein. Đây có thể là thành viên lớn nhất của đám mây Oort từng được phát hiện. Nó lớn đến nỗi các nhà thiên văn học trước đây đã nhầm nó là một hành tinh lùn, theo một tuyên bố vào tháng 6 năm 2021. Theo ghi nhận thì nó có đường kính khoảng từ 100 đến 200 km và đang ở cách mặt trời 3 tỷ cây số. Ước tính thiên thể bất thường này sẽ đến gần hệ mặt trời nhất vào năm 2031. Đây được xem là sao chổi đầu tiên được phát hiện ở khoảng cách rất xa, có quỹ đạo thẳng tới trái đất. Mặc dù nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng trên thực tế, sao chổi này khó có khả năng va phải chúng ta hay thậm chí là lọt vào bầu khí quyển của trái đất. Ngay cả khi ngôi sao chổi ở gần mặt trời nhất sau 10 năm nữa thì các nhà nghiên cứu cho biết chúng ta vẫn không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường, chỉ những kính viễn vọng nghiệp dư lớn nhất mới có thể quan sát vật thể. Hành trình tiến về phía vành trong hệ mặt trời của nó bắt đầu ở khoảng cách 40.000 AU, tương đương với 6.000 tỷ cây số. Dựa trên các nghiên cứu thì các nhà khoa học xác định được lần tiếp cận gần nhất của sao chổi này với mặt trời là cách đây 3,5 triệu năm ở khoảng cách 18 AU.